Cùng một phân khúc B, chỉ với hơn 350 củ, bạn có thể sở hữu ngay dòng xe Kia Soluto, số sàn sản xuất năm 2022 đời rất cao, hay Toyota Vios sản xuất năm 2015-2016. Các bạn thân mến, thì đây là dòng xe Kia Soluto số sàn luôn anh em nhé. Thì rất nhiều anh em cũng nghĩ rằng là Kia Soluto thì là chủ yếu là có số tự động thôi, nhưng vẫn có những cái mẫu xe số sàn. Và những cái mẫu xe này nó có thể giúp cho các bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí. Dòng xe này thì mâm xe cũng đã được thiết kế với cái mâm xe dạng cơ lớn rồi. Và đặc biệt hơn nữa thì xe vào tuần lốp sản xuất vào tuần thứ 04 năm 2022 luôn anh em nhé. Tuần thứ 04 năm 2022. Bên cạnh đó thì anh em có thể thấy đấy ạ, keo chỉ đương nhiên này 100% là đảm bảo với anh chị em là rất nguyên bản luôn anh em nhé. Đấy, rất nguyên bản. Đấy, tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với lại cái đây. Đấy, cánh cửa thứ hai. Đấy, cũng đã được trang bị phải nói rằng là không khó có thể trêu đâu được. Đây, cốp này tôi sẽ mở cốp ra một chút anh em nhé, mở cốp cho anh em xem có rộng rãi hay không. Đây, Kia Soluto số sàn anh em ạ, số sàn. Đây, cốp rất là rộng nha anh em nhé, cốp rất là rộng, đều là phân khúc B cả anh em ạ, đều phân khúc B cả. Đây, các bạn có thể cân nhắc xem là lấy một con Toyota Vios hay là lấy dòng xe này. Đương nhiên rồi, Toyota Vios cũng có rất nhiều lợi thế, nhưng nếu so sánh về giá thì Kia Soluto chắc chắn là vô địch về giá trên thị trường. Ở hàng ghế thứ hai thì anh em có thể thấy ạ, xe đã được lệm da rồi anh em nhé. Đấy, bọc ghế da này. Đấy, xe được bọc ghế da đầy đủ rồi. Đấy, bên cạnh đó thì anh em có thể thấy đấy ạ, ở phía đằng trước này thì màn hình DVD. Đấy, hệ thống điều hòa được trang bị điều hòa cơ, nhưng màn hình DVD camera lùi được trang bị đầy đủ rồi. Cổng sạc USB, ghế lệm da các bác nhá. Đấy, động cơ thì được trang bị động cơ 1.5. Đấy, động cơ 1.5. Đấy, Kia Soluto với cái tầm giá thì phải nói rằng là cực kỳ rẻ. Nếu bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì có thể qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn để trải nghiệm những cái dòng xe này. Và chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.